Xin chào quý khách của em đã trở lại kênh Mát Cắt Cỏ của cửa hàng Hành Hợp nha. Rồi, địa chỉ là xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ. Hôm nay em có lên cho mình lô máy là 14 máy nha, lô chữ H nha anh. Đó, hai vân tay ha. Các anh xem cho kỹ giùm em lô máy này, mát này rất đẹp nha em. Đó. Ánh sáng chưa đủ à? Thêm đèn đi. Đó. Hôm nay em có lên là xin đây qua S35 bình xăng trên. Mitsubishi TL261 tum gời ha, ga hai chế độ vừa giữ vừa bóp luôn đó. Austin FS180 mấy anh ơi, máy này chạy cực kỳ khỏe ha, và hàng để mình sưu tầm luôn nha đó. Mitsubishi TB27cc 35 ly ga hai chế độ luôn ha. Maruyama tum liền có trợ lực 26cc ga bóp gin. Echon 243 ga bóp gin ha, có trợ lực nha. Echo này chạy rất khỏe, 34 ly lận. Rồi Tanaka ba lô bình xăng trên 32cc nồng 38 ly. Goin 263 Maru tum liền 23 trợ lực. Echo 253 Mitsubishi TL 220 tum gời. Xenon Komatsu G2KC Hitachi và cuối cùng là Makita. Nha, nhỏ. Makita có trợ lực nha anh. Đó, đã luôn. Đó, mà anh coi cây nào phù hợp thì mình chốt nhanh chút lẹ ha. Cái này khỏe lắm nha mấy anh. Đó, rất đẹp. Rồi mấy anh coi chốt đơn thì liên hệ giùm em số điện thoại là 0913136620. Số này Zalo là Mai Thị Thanh Chị nha ha, mấy anh kết bạn Zalo giùm em số này để được tư vấn nhanh nhất cũng được ha, và điện trực tiếp cũng được. Bên em thì có ship hàng toàn quốc cho mình từ trong Nam ra Bắc, và thời gian đi hàng là trong vòng 7 ngày mình sẽ nhận được máy ha. Nếu mà tới sớm thì bưu tá họ sẽ giao sớm cho mình, ví dụ 3-4 ngày 4-5 ngày gì đó, mà thời hạn là trong vòng 7 ngày mấy anh không nhận được hàng mấy anh phải cho em hay. Như cái đơn máy của mình thì mình tự theo dõi, với nhiều khi em theo dõi không kịp mấy anh đó. Rồi để bên em được xem hàng, được nổ máy trước khi nhận ha. Đặc biệt em không có lấy cọc nha, nếu mà bưu tá không có cho xem hàng mấy anh phải điện cho em, em không có lấy cọc cho nên mấy anh coi cho chắc, mấy anh hãy chốt ha. Nhiều anh chốt xong rồi nhờ hờn mát này nọ bơm hàng em đó, nó đủ thứ chuyện hết trơn mấy anh ơi. Đó là mình lớn rồi, thành ra mình coi cho chắc phải chốt chứ mất công đi tới đi lui tội nghiệp em lắm. Rồi kèm theo 6 món phụ tùng, là có dây đeo nè, chắn cỏ nè, tiếp mở bugi nè, lục giác 4 nè, đĩa dài, một cái ổ phát cước. Mấy anh không lấy đĩa dài thì mấy anh nói em cho đĩa tròn bổ sung nha mấy anh. Đĩa dài bên em là đĩa mới, còn đĩa tròn là đĩa hợp kim của Nhật ha. Rồi em có bán nhớt hai thì ha, bên này là 1 lít 100 ngàn. Tỷ lệ xăng pha với nhớt là 1 lít xăng pha dùm em 40 hoặc 50cc nhớt hai thì. Cái bình nhớt của em nó tỉ, nó đặc biệt ở chỗ nó có cái bình nhỏ bên hông cho mình lường nè mấy anh, rất là hay. Bây giờ em thấy mấy anh mua máy thì mua nhớt heo đi, em bao ship mà, thì sẵn đó là cho đi heo luôn, mình chỉ chuẩn bị xăng thôi. Đối đế xăng mình chuẩn bị không kịp, mình hút xăng của xe máy mình ra, mình có nhớt sẵn mình thay vô thì mình thử thôi, phải không? Mình này tới 1 lít lận mấy anh mua cây máy 2-3 chai nhớt em cũng bao ship luôn. Mấy anh ủng hộ nhớt em cảm ơn mấy anh trước ha. Mình 1 lít 100 ngàn quá rẻ. Rồi em sẽ vô cây máy đầu tiên H1 Makita cốc 20cc nồng 30 ly ha. Lâu lâu có cây trợ lực cho thủ chốt mấy anh ơi. Nó nhẹ giật rồi, là bình thường nó đã nhẹ giật, hôm nay nó còn nhẹ dữ nữa. Đó. Đó, Makita 20cc chụp giật trợ lực dây thiều ha. Lốc máy cũng rất là sáng và đẹp, bình xăng lớn zin nha. Chế zin ga ngang One Pro, le đỏ tự động nha mấy anh ha. Đóng le lên ngàn nhảy mở le là rất là sướng, và đặc biệt hãy này bán rất là đã, anh lên bao nhiêu khách cốt bao nhiêu nữa. Công tắc zin, tâm liền tâm nhựa ha, công tắc zin, hai tay cầm ga giữ nha. Đó. Lát zin, chắn cỏ zin, đầu bò zin, bò zin hết. 2H1 30 ly 1.3 ha. Máy này là máy nhỏ nha, trọng lượng cũng nhẹ nhàng luôn, 3.8 đến 4 kg, cho nên là xài gia đình phù hợp lắm nha mấy anh ha. Bao ship tới nhà 6 món đi kèm cho H1. H2 Tanaka. Ôi ôi. Tanaka màu xanh phối đen, nhìn nó mạnh mẽ ha mình, quá đã, ốc zin nè. Quá đẹp. Chế zin nha, chế zin ngang ngang nghe bugi đứng ha. Tum liền tum nhựa nha mấy anh. Đó, máy này zin 100% quá đẹp. À, có chân trống ha, có chân trống giống như cái chữ A, gọi là Tanaka chữ A nha. Cái chế nó thì chế zin One Pro dập ở dưới đây nha mấy anh, thấy có chữ One Pro chế là rất là tiết kiệm xăng. H2 32 ly 1.3 ha.
hai tay cầm ra giữ nha mấy anh, công tắc nè, mở nè. À, trắng cỏ viên đầu bồi viên, trắng cỏ mẻ xíu nhưng mà không sao nha. À, cái trắng cỏ hợp tông với màu máy luôn ha, máy này vừa đẹp vừa thẩm mỹ mà giá vừa rẻ luôn, có 1,3 triệu thôi, H2 ha, vậy rất là tiết kiệm xăng. Rồi H3 là một cây Xenon Komitsu G2KC. Rồi bây giờ cũng tư luôn, quá phê. Rồi H3 ha, mấy anh nào kiếm máy mà vừa rẻ vừa khỏe mà chạy vừa bốc thì mình lấy cái này giùm em nha, rất là rẻ, chỉ có 1,4 triệu cho 32 ly thôi. Mà hệ này hệ chung hệ với Xenon Komitsu, nó rất là tiết kiệm xăng em anh. Lắp có chập chữ Xenon 1850 ha, 1850 nha, với lại hệ chính hãng của nó nha, bình xăng lớn zin quá đẹp, chế zin quanh bà rồ ga ngang tôm liền tôm nhựa ha. 1,4 triệu cho H3, hai tay cầm ga giữ nha, trắng cỏ zin, đầu bò zin, đầu bò có chép ngược chống quán cỏ ha, chống mòn đầu ốc số 8 luôn. À, có chân chống nữa nè, à, chân chống bằng nhôm ha, có 1,4 triệu cho H3 thôi. À, em sang H4 là một cây hệ này là nó ghi chữ là cái gì đó HG nhưng mà nó chạy là động cơ của Mitsu TL20 nha mấy anh, máy này chạy siêu tiết kiệm xăng ha. Màu đỏ ha, còn cái này thì nó đổ màu trắng nhìn cho nó mới mẻ nha. Cái đầu tiên là lốc có dập chữ Made in Japan, chế zin quanh rồ cũng tay đỏ tự động luôn ha. Đó, lần ra tum nhôm tum gầy nha, tắt nè, mở nè, 201 ha, có màu đen luôn, có cái đế bảo vệ bình xăng lớn luôn ha. Hai tay cầm ra giữ nha, trắng cỏ zin đầu bồi zin nha mấy anh, hai lắp zin, lắp thì 242, lắp zin của nó nói chung là như vậy. Lốc dập Japan model có hết, chỉ có 1,5 triệu cho H4 thôi ha. Máy đẹp ha mấy anh, dễ xài. Mitsu hệ nhỏ đó, anh nào chốt thì mình tranh thủ chốt ha. Lâu lâu em mới lọc được cây. Rồi H5, Echo 253, 33 ly ha. Rồi. Máy khỏe, vừa rẻ vừa khỏe, đập cước được, cắt cỏ keo, cỏ cứng, gốc gạ, bao xà thầy hết. Mấy anh trên thủ chốt cái này đó, chạy rất là khỏe nha mấy anh, bên sân con chạy biết tông ga đó, đặc biệt đúng le để lên như gì, mở le nè, áo nhôm ha, tỏa nhiệt rất là tốt, bên sân lớn zin nha, tông thì tông gầy tông nhôm nha mấy anh ha, tông nhôm luôn, 1,6 triệu, 33 ly cho H5 ha. Hai tay cầm ga giữ nha, trắng cỏ zin đầu bộ zin theo máy luôn ha mấy anh đó, trắng cỏ zin nè mấy anh thấy không, chung với màu áo luôn ha, quá đẹp đó, có thông số luôn, anh chụp lại giùm em nha. 1,6 triệu cho H5 nha, tròn ơi, máy này nhỏ mà lắp xay hết luôn mấy anh, xịn sò ha, nè lắp nó xay nè đó, nó hoạt động ngon lành luôn hả, cái gì, ủa gì hả, vậy chứ là lắp này không có xay mấy anh ơi, cái tùm đó nó bị hư rồi đây nữa. Anh nào chốt máy này thì em làm ngon lành lại cho mình ha. Có Zalo thì em chụp qua Zalo cho mình xem ha. Nói cho em bán không là chụp, anh an tâm. Thì cái tùm đó nó bị hư rồi. Rồi H6 là Maru Yanma, nói chung là máy hoạt động được. Thì ngồi cho đi. Yanma màu xanh, màu rất là sạch sẽ. Ưu điểm đầu tiên là chụp giật trợ lực dây thèo. Thứ hai mấy anh thấy lốc máy nó nè, đẹp, trẻ mang không, chế zin quanh bờ rồ ga ngang ha, bình xăng lớn zin đó, tung liền tung nhựa nha, cái máy còn luôn nè, ốc sáng tối luôn, quá đẹp, tắt nè, mở ha, hai tay cầm ga bóp nè mấy anh đó, ga bóp zin theo máy luôn, cái này ga bóp zin nha, đầu bò zin, trắng cỏ hay trắng cỏ mới nha, 1,7 triệu nha mấy anh, vừa trợ lực ha, mà máy cực kỳ là đẹp luôn, đẹp như đập thùng luôn nha. Đó, cái này á, này miếng gân nó còn nguyên zin ha,
Cái này thì lóc nó có giặt chứa da ban, mà trong đây nói chung là cái miếng con nó nằm gì thì mình cũng không thấy rõ nha em em. Phun máy còn luôn ha. H6 1,7 triệu. Em sang H7 Gubin 263 nha. Gubin 263 chạy như trâu như bò luôn, rất là khỏe em ơi. Chế zin ngang ngang ha, mình sơn lớn luôn zin nè, 3 tư ly đập cước được, đặc biệt tum nhôm tum liền, mấy tum nó rất là dày ha. 1,7 triệu cho H7 nha. Đây đầu bò xây ha. Rồi đầu bò này bình thường 500 ngàn, không ai bán rồi nha em, rất là hiếm, mà nói chung là rất khách rất là thích cái đầu bò xây như thế này. Anh nào hôm nay vô tình coi được cái clip cây máy này thì tranh thủ chốt giùm em. Lát thì là nó làm kiểu có chân trống nè ha, bình sơn lớn không giảm đắt luôn. H7 1,7 triệu nha. Rồi em sang H8 là Echo 243 nha. Cái tiền này thôi. Echo đời cao nghe em anh, gọi là đời mới ha. 5kg trở lại thôi, không quá nặng, bình xăng lớn zin nè. Chế zin ngang ngang ha. Tôm này tôm liền mà tôm nhôm nha. Tôm nhôm nha em anh, rất là đẹp, rất là sáng. Eco dòng này rất là tiết kiệm xăng ha. Anh nào xài hệ máy này rồi thì cho em một cái lượng bình luận ở dưới theo YouTube nha em anh. Đó. Cái này phải nói lên bao nhiêu là khách chốt bao nhiêu. Rất là tiết kiệm xăng mà dễ sử dụng. 750 ngàn ha. Ga bóp nè. Anh nào muốn bóp nhẹ thì bóp dưới đây, còn bóp mạnh thì bóp hết cái này giùm em ha, là hết ga. Công tắc trắng gõ zin đầu rồi zin lắp zin ha, nó xịn sò luôn nha. Này có chân trống nữa, mình xăng lớn mình này ha, không chạm đắt luôn. Rồi H8 1,7 triệu. Em sang H9 Maru Yanma có trợ lực ha. Điểm đầu tiên là chụp giật trợ lực chế thiều ha. À, bình sơn lớn zin, chế zin ngang ngang quanh bờ rồ ha. Cái xác là gì chứ nó có 26 thì sơ 3 tư ly em anh, công liền tôm nhựa ha. Cây này 1,9 triệu nha. H9 3 tư ly 1,9 triệu. Đó. Ghi chữ Maru Yanma có bông vòng luôn nè. Hai tay cầm ga bóp zin, hai dẫn như cái hồi nãy nè, mấy anh muốn bóp 50% thì mấy anh bóp dài. Mấy anh muốn bóp 100% thì bóp cái ngắn giùm em. Tắt nè, mở nè. Đầu bò zin, đầu bò có chép ngược chống quấn cỏ ha mà. Đó, tay trái của cái tay cầm là cái tay lệch nha. Đó, 1,9 triệu cho H9 nha mấy anh. Có nguyên cái đế dưới nè, ha, bảo vệ bình xăng lớn mình luôn. Ngon lạnh luôn ha. Maru thì nó rất là tiết kiệm xăng. Rồi, em sang H10 Mitsubishi TB. Đóng le. Rồi, ai biết được. Thì thấy đúng rồi đó mày. Máy này nhạy nổ lắm, để em tắt giùm rồi cho anh coi. Trợ lực đó không? Nhẹ nhàng lực nặng nổ rồi. À nãy anh không có đóng lè em à. Không có qua xăng kịp. Rồi, ưu điểm đầu tiên là trợ lực ha, trợ lực lò sóng nha, lốc máy rất là sáng và đẹp. Chế hai kim le đỏ tự động luôn. Các anh thấy ngon lành xịn sò chưa? Cái này thì lốc có giặt mắt in Japan, các anh an tâm ha. À,
có cái đế bảo vệ mình săn lớn luôn, da bàn tung nhôm tung liền nha mấy anh ha. Hẹ này lâu lâu mới có hàng. Ở trên đây thì nó để là 26cc, nhưng mà trên lá thì 27 em anh, lát zin đó, chắc có zin đầu vào zin 35, 34, 35 đi hay, nói chung là 2,3 đó. Ra bóp hai chế độ nè, bóp nè, giữ nè, không tắt zin nè, bật lên là tắt, bật xuống là mở giùm em ha. Nhớ như vậy em anh, để giống ông thợ ổng ông cũng lộ mọ. Nhớ giùm em, trước khi khởi động máy mình bóp dưới xăng đóng le ha, nó mới nhảy nổ nha. Chỉ 2,3 cho H10 thôi nha em anh, chạy vừa khỏe vừa tiết kiệm xăng và đặc biệt rất là bền. Mấy anh nghe cái buông nó nổ không, buông khói nó nổ rất nghe rất là đã, xứng đáng đồng tiền mất gạo lắm nha. H10 2,3 biết rồi, H10 1 Optin 180 Germany ha, của Đức nha mấy anh đó. Mà này đến từ thương hiệu Nhật Bản nữa. Cái này thì nó cũng gọi là, mấy anh nào mà có xài máy cưa FS 180 thì mấy anh, hôm nay mình chuyển qua máy cắt cỏ nha mấy anh. Quá đã, 2,4 nha, H11 tum nhôm ha, mấy anh nhìn cái tên bữa nay đi, dữ lắm vậy đó. Hai tay cầm ha, ra bóp zin công tắc nữa nè, mở nè, cái đầu bò nó không xuống sao nãy đầu bò nó có vấn đề đó, nó làm luôn nha mấy, có chân chống không, rất là đã. Về xài vừa cắt cỏ vừa sưu tầm nha mấy anh, xịn sò luôn ha, bao chạy bao nổ bao cắt cỏ, 2,4 cho H11 rồi. H12 kim đây đỏ tự động luôn đó, tum nhôm tum gời nha mấy anh, tum gời. Máy này đấu xịt thuốc cắt cỏ gì được hết, 2,6 cho H11 ha. Hai tay cầm rồi ra bóp cũng hai chế độ luôn, bóp nè, giữ nè, bật xuống là mở, bật lên là tắt ha, chắn cỏ zin đầu vào zin nha đó. 261 đó, có cái đế bảo vệ mình xăng lớn nha mấy anh. Cái này rất tiết kiệm xăng và rất là tiện lợi, lắp đặt mắt in Japan luôn. H12 296 H13 Shinewa H35 nha. Khỏe mấy anh ơi, Shinewa S35 chạy bình xăng cháy nổi hay là gọi là quả ga vậy đó, mỗi vùng miền gọi khác nhau. Trời ơi cái van này sao tôi phá không nổi, máy này zin 100% á, đó nước sơn zin nha, tung gời tung nhôm nghe mấy anh ha. Shinewa nè ha, cái này thì nó lắp xay nha, đó đầu bò zin, ga giữ ga nhôm nha, công tắc ở đây ha.
đây sẽ có chữ ốp 35 dưới đây nha mấy anh. Nha, xin lưu ốp 35 đó mình thấy không? Rồi em báo giá 2,5 triệu cho H13 nha, 36 ly. Cái máy đập cước, máy khỏe rồi, phát số lượng nhiều lắm anh chốt cái đó giùm em. Rồi, cuối cùng là H14 một cây Tanaka Sum 328SE Japan. Tanaka bình xăng trên ha, một mẫu màu cam cam, máy cam bình xăng lớn cam, trắng cỏ màu cam, ốp lưng cũng màu cam luôn, đẹp lắm anh. Cái tem mình còn luôn nè, thấy không? 2,3 triệu cho H14 ha. Tum nhôm mấy anh ơi, tum rồi ha, sau lưng có dập chữ Japan luôn nè, đó đẹp quá mấy anh, quá đã, không có nước sơn zin luôn nè, công tắc nè, ga nè, tay cầm đó nè, trắng cỏ viên đầu bò viên ha. Ốc nè, 7 màu xịn sò luôn ha. Cái này thì dây đeo em sẽ bổ sung sau ha, tại bên em thì thường thường tháo dây đeo qua dọc trước hay là chừng nào chốt đi là gắn vô hả, cho nó sạch sẽ gọn gàng ha. Máy viên hết trơn 100% nha. Rồi mấy anh có chốt đơn thì liên hệ 0913 136620 ha. Chào và hẹn gặp lại mấy anh nha, tạm biệt.